Em chào cả nhà nhé. Em chúc sức khỏe tất cả các bạn đang xem video nhé. Thì hiện tại bây giờ là 9 giờ sáng của ngày 11 tháng 10 dương lịch. Thì ở khu vực của em là nó vừa mới tạnh mưa xong. Đấy, thì sau những 2 ngày 3 ngày mưa liên tiếp là do ảnh hưởng của cơn bão số 7, thì đến giờ là nó mới tạnh mưa xong. Là em vội vàng em lên làm cái video này. Là trong video này có những chủ đề như sau. Thì cái thứ nhất là em sẽ cập nhật cái mầm lỡ mà em làm, em hướng dẫn cả nhà là kích mầm lỡ vào cái đợt giữa tháng 7 đấy, thì xem tình trạng của nó như nào, đến giờ nó được như nào. Và cái chủ đề thứ hai đó là em sẽ cảnh báo với cả nhà về cái vấn đề thời tiết mà nó ảnh hưởng đến cây lan của mình trong thời gian tới này nó như nào, và em sẽ chia sẻ hướng dẫn mọi người là cách phòng chống. Đấy, để tránh mình bị thiệt hại ở trong cái thời gian tới này nhé cả nhà nhé. Thì em tí nữa em sẽ nói nguyên nhân tại làm sao mà em phải cảnh báo mọi người. Thì giờ trước tiên là cả nhà cùng quan sát cái bộ mầm lỡ mà em làm, em hướng dẫn cả nhà cùng làm đấy. Thì ở đây là có hai cái mầm lỡ là cả cây bên trong này. Thì hai cái mầm này trước là em đã cập nhật cả nhà xem rồi, thì nó ra rễ rất là nhiều và đã ổn định. Đấy, rất là nhiều rễ nhé cả nhà nhé. Thì tình trạng của hai cái mầm này thì em đo một mầm mà nó là được khoảng hơn 25 cm, và cái mầm bên trong này thì nó gần 30 cm rồi, và ngọn của nó vẫn mở, vẫn phát triển bình thường nhưng cả nhà nhé. Còn hai cái mầm mé bên ngoài này thì lần trước em cập nhật cả nhà đấy là nó chưa ra rễ, thì đến giờ là cả nhà quan sát nhé là nó đã bắn hết rễ ra rồi cả hai mầm, và rất là nhiều rễ. Thì cái mầm này thì em đo được nó khoảng độ, hai cái mầm này nó đo khoảng tầm 18 đến 20 cm, và vẫn cứ phát triển bình thường, ngọn vẫn mở bình thường nhé cả nhà nhé. Cây vẫn cứ phát triển bình thường ổn định, thì khả năng là đến cuối cái tháng này là cuối mùa tăng trưởng của cây. Đấy, là cái tháng cuối cùng nó tăng trưởng, thì em nghĩ là hai cái mầm này của em sẽ đạt được tầm 40-50 cm nhé cả nhà nhé. Thì bây giờ em sẽ vào chủ đề chính. Thì trước tiên em quay cho cả nhà xem một cái trường hợp này là chiều ngoài em mới phát hiện đây cả nhà. Thì đây nó là một cái vết thối ngang thân cả nhà. Thì cái vết này chắc là nó do một con côn trùng nào đó nó đốt thôi. Đấy, nó đốt vào và mình không biết. Thì gặp cái thời tiết mà nó mưa nó kéo dài mấy ngày hôm nay ấy, ẩm ướt, thì là nó gây cho mình là cái bệnh là thối ngang thân. Đấy, thì vì chính vì em phát hiện ra một cái thân này là hiện tại là bây giờ ở trong vườn em, đây là cái thân đầu tiên là bị thối ngang thân như cả nhà nhé. Thì đây là cái ngọn đỏ, đây là cái thân đầu tiên đấy, cái vết thối đầu tiên ngang thân ở trong vườn của em. Thì vì cái lý do mà em phát hiện ra cái vết thối ngang thân này, và cộng với cái việc là em theo dõi dự báo thời tiết, nên là em có một cái nhận định như này, là em muốn cảnh báo tới mọi người để cùng biết. Thì như cả nhà cũng biết đấy, là trong cái thời gian này ấy, nó là cái thời gian cuối năm rồi, cuối chu kỳ phát triển của cây phi điệp, nên là chính vì vậy là cái em theo như mọi năm ấy, thì là cái thời điểm này là cái bệnh thối nhũn là nó không còn nhiều nữa đấy. Và cái mùa này là mùa tăng trưởng của cây, nên là chính vì vậy là cái mùa này ấy, là cái thời điểm này là mình cho cây ăn cái lượng mà dinh dưỡng nó cao hơn là so với những tháng khác trong năm. Đấy cả nhà. Thì như cả nhà cũng biết đấy, là cái đầu năm nay, trong cái đầu năm nay ấy, là cái thời tiết ở Việt Nam mình ấy là nó rất thuận lợi cho cái cây phi điệp của mình nó phát triển. Đấy, nhưng mà đến cuối năm nay thì nó lại có một cái cực đoan như này. Nó khác hẳn so với mọi năm. Đấy, nó khác hẳn so với mọi năm, đó chính là em theo dự báo, theo dõi dự báo thời tiết. Thì trên dự báo thời tiết là người ta có nói là năm nay thời tiết cái mưa bão năm nay nó rất là muộn, và nó kéo dài từ bây giờ cho đến tháng 1 năm sau cơ cả nhà. Đấy, nên là chính vì vậy là cái thời tiết năm nay là nó rất là khắc nghiệt và nó khác biệt so với mọi năm. Đấy, và nếu như cả nhà mà chủ quan và vẫn cứ trồng và chăm sóc lan theo những cái năm trước, thì đảm bảo với cả nhà, em đảm bảo cả nhà là thời gian tới này là các bác bị cái bệnh thối nhũn, thối gốc, thối ngang thân và thối ngọn ở trên cái cây phi điệp của mình nó rất là nhiều
cho cả nhà nhé. Thì cái lý do tại sao mà nó lại có cái tình trạng như vậy thì cái nhất là nó do thời tiết nó cực đoan như vậy đấy, nó mưa bão kéo dài và mưa nhiều ngày. Và trong cái thời gian này đấy, là như cả nhà biết là mình tăng cường dinh dưỡng cho cây để giúp cây nó mập thân này và nó chạy ngọn nước rút này. Nên là chính vì vậy là cái cây của mình nó rất là yếu là một đấy. Và cái điều đặc biệt đây là cả nhà chủ quan là cái mùa này là nó ít cái bệnh nấm khuẩn, ít cái bệnh tố nhũn nó hoành hành, nên chính vì vậy là cả nhà chủ quan là cả nhà hạn chế phòng cái nấm khuẩn, phòng cái bệnh thú nhũn đó ở trong vườn lan của mình đấy. Nên khi mà gặp cái thời tiết cực đoan như cuối năm nay ấy, như năm nay ấy, thì nó sẽ làm thiệt hại đến cho các bác rất là nhiều đấy. Thì đấy là cái lý do mà em cảnh báo với cả nhà về cái thời tiết cực đoan của năm nay với cả nhà nhé. Thì bây giờ em sẽ vào em chia sẻ với cả nhà để cả nhà cùng tham khảo cái cách phòng chống cái thiệt hại của mình ở trong cái thời gian tới này nhé cả nhà nhé. Thì với cái thời tiết mà như dự báo mà người ta nói như vậy là mưa gió mưa bão kéo dài liên tục đấy. Thì cái như cả nhà biết là thời tiết mà mưa ẩm ướt như này ấy, thì là cái nấm khuẩn ở trong cái giá thể của mình ấy nó phát triển rất là nhanh và nó sinh sôi rất là nhanh đấy. Nên chính vì vậy là từ bây giờ trở đi là cả nhà áp dụng theo cái phương pháp mà như em chia sẻ với cả nhà là cái tháng 7 tháng 8 về trước ấy, là cái chăm sóc trong mùa mưa đấy, là mình sử dụng bột giặt Omo đấy, pha với liều đậm đặc là mình tưới định kỳ ở trong vườn lan của mình là 1 tháng 2 lần nhé cả nhà nhé. Như bình thường mọi tháng là mình tưới 1 tháng 1 lần thôi đấy, nhưng mà vì cái mưa mà thời tiết mưa dài kéo dài ngày nên chính vì vậy là mình phải sử dụng bột giặt Omo 1 tháng 2 lần, là cách nhau 15 ngày một lần đấy. Mình pha mình tưới cho những cái chậu lan của mình để cho nó rửa trôi và diệt những cái nấm khuẩn ở trong chính chậu lan của mình nhé cả nhà nhé. Thì đấy là cách phòng nấm khuẩn ở trong vườn. Và cái thứ hai nữa là cái con côn trùng. Côn trùng thì mình vẫn sử dụng GE và kết hợp với cả nước rửa chén, mình tưới định kỳ 5 ngày một lần. Thì như vậy là đồng nghĩa với cái việc ấy, là cứ 5 ngày một lần là mình đã diệt côn trùng và mình xua đuổi côn trùng rồi. Thì với hai cái bước mà sử dụng nước rửa chén và bột giặt Omo như vậy ấy, là mình đã phòng được những cái tác nhân chính để gây lên cái bệnh thối nhũn ở trong vườn lan của mình, đó là nấm khuẩn và côn trùng nhé cả nhà nhé. Thì hai cái đấy nó là nguyên nhân chính để gây lên cái bệnh thối nhũn, thối gốc và thối ngang thân ở trong vườn lan của mình nhé cả nhà nhé. Và một cách nữa và một cái biện pháp mà mình chăm sóc để cho nó hiệu quả hơn đấy, là ví dụ như là như trong những cái ngày mưa mà nó kéo dài như này đấy, kéo dài nhiều ngày, thì như em đã chia sẻ với cả nhà rồi ấy, là trong những ngày mưa là mình không cần phải tưới nước cho những cái chậu lan của mình, bởi vì là trong thời tiết mưa ẩm ướt đấy là giá thể của mình nó luôn luôn ẩm ướt rồi cả nhà nhé. Nên là chính vì vậy mình không cần thiết phải tưới cho nó nữa đấy, mình tưới nước nữa và trong ngày mưa là thành ra là mình gây cho là cái chậu lan của mình nó quá ẩm ướt, quá ướt để ướt thì nó sẽ sinh ra là các bệnh úng rễ và từ cái rễ của mình nó úng là nó sinh ra bệnh thối từ gốc thối lên cả nhà nhé. Nên là chính vì vậy là trong những ngày mưa kéo dài như này thì mình chỉ có một cái công tác, đó chính là mình sử dụng cái GE tưới luân phiên là cứ 5 ngày một lần là mình tưới định kỳ nhé cả nhà nhé. Còn trong những ngày mưa là tuyệt đối mình không cần phải tưới nước nữa. Và một cái lưu ý này nữa là đặc biệt là các bác ở khu vực miền Bắc như của em, thì theo như dự báo thời tiết ấy, là đến cái giữa cái tháng 9 âm lịch này đấy, là ở cái khu vực miền Bắc của em là có không khí lạnh nó tràn về rồi. Thì hôm qua như em xem dự báo thời tiết ấy, là ở trên vùng cao ấy là đã có không khí lạnh nó tràn về rồi, nên là chính vì vậy là cái khu vực miền Bắc là chuẩn bị bước vào mùa rét nhé cả nhà nhé. Thì cái công tác đầu tiên ấy, là sau cái trận bão này là các bác lên vườn thì có những cái lưới mà mình trước mình che mưa che gió che nắng ấy thì mình đã hạ xuống rồi, thì bây giờ là mình chỉ việc mình căng lên thôi đấy, mình căng lên mình che. Thì cái nhất là mình căng lên để mình tránh mưa nó tạt vào trong vườn mình,
và mình che lưới lên để nó cản cái không khí lạnh nó vào vườn các nhà nhá. Thì còn trên phần trên mái ấy, thì như vừa rồi em chia sẻ cả nhà là mình bỏ lưới nó ra đấy, mình kéo lưới ra để cho nó ăn nắng trực tiếp. Thì cái phần lưới ở trên mái này là mình vẫn cứ phải kéo ra và mình không cần phải căng vào các cả nhà nhá. Để khi mà mình có cái thời tiết nắng ấy thì nó sẽ có nắng vào trong vườn của mình, để cây của mình nó ăn thật nhiều nắng để nó cứng cáp, để nó phòng chống được những tất cả những cái bệnh về cái bệnh thố nhũn và về bệnh thân lá ở trên cây điệp nhé cả nhà nhé. Thì còn một cái vấn đề nữa, thì với như theo em được biết và em tìm hiểu cái thời tiết của năm nay ấy, thì nó rất là cực đoan. Thì có một cái trường hợp như này thì theo em nghĩ ấy, là những cái dòng mà hoa Tết ấy, ví dụ như là hồ điệp và đai châu đấy, nếu như mà cái thời tiết năm nay nó một cực đoan như vậy thì em nghĩ là những cái dòng hoa Tết đó đấy là đến năm nay ấy là có khả năng là nó sẽ không ra hoa được đâu cả nhà. Bởi vì là khi hai cái dòng đó là muốn có hoa thì nó phải cần thiết đến cái vấn đề ánh sáng, ánh nắng nó rất là cao đấy. Nên là em sợ nhất là năm nay nó kéo mưa kéo nhiều ngày như vậy ấy, là nó không có ánh nắng. Nên là chính vì vậy là em nghĩ là hai cái dòng đấy là có khả năng là năm nay nó sẽ hoa ra hoa Tết muộn cả nhà. Rồi thì em xin kết thúc video đây nhá. Thì cả nhà lưu ý cho em là một số vấn đề về thời tiết nó như vậy đấy, mình phòng bệnh hơn là chữa bệnh nhá cả nhà nhá. Thì khi mình phòng được bệnh thì là mình hạn chế được cái mình phòng những cái lấm khuẩn và cái con côn trùng ở trong vườn lan của mình ấy, thì mình hạn chế được cái bệnh thố nhũn ở trong vườn lan mình nó rất là cao nhá cả nhà nhá. Rồi thì em xin kết thúc video ở đây và hẹn gặp cả nhà trong những video tiếp theo nhá.